Hơi, xin chào tất cả các anh em. Và hiện tại thì mình mới vừa set up xong một cái bàn làm việc mới. Thì bây giờ cũng đã có máy in, có PC rồi. Thì mình đang thiếu một cái bộ bàn phím và chuột. Thì mình cũng lân la lướt vài trang web trên mạng để tìm một cái bộ bàn phím và chuột. Thì mình vô tình, mình tìm được một cái Hoco với mức giá chỉ có 250.000 đồng. Và mình cũng mới đặt về đây. Thì với 250.000 đồng thì xem nó như thế nào. Cùng khui hộp và trải nghiệm với mình nha. Và đây anh em, cái bộ này thì mình mới mua tại chính tài với mức giá 250. Thì nó có tên gọi là GM16 Business Keyboard and Mouse. Thì có nghĩa là bàn phím và kèm theo cái chuột nữa. Mà 250 mà bàn phím kèm theo chuột thì không biết nó như thế nào, thì thôi thấy giá rẻ thì mình mua. Bây giờ thì mình khui ra thử. Ten ten ten. Đây, con chuột cũng màu đen, có logo của Hoco. Rồi, đây là bàn phím. Trước tiên mình chưa sử dụng gì hết, mình đánh giá về cái design bên ngoài thì thấy cũng chấp nhận được, cũng khá là đẹp với một thiết kế rất là độc đáo. Và thiết kế là full size, 104 cái nút bấm, nó đáp ứng được mọi nhu cầu từ đánh quạt, chơi game, vân vân. Còn khi mà mình đánh vào á thì tiếng ồn nó cũng tương đối là hơi lớn nha các bạn. Ở cái nút của khoảng cách này, còn những cái nút mà chữ hoặc là số thì cũng tương đối là êm tai, chấp nhận được. Ở đây thì nó có một nút thoát là is màu đỏ, cũng khá là ấn tượng. Rồi về thiết kế thì mình có cảm giác là nó hơi yếu ớt, bởi vì mình vẽ như thế này nè, có cảm giác là nó hơi cong. Nhưng mà 250.000 thì mình không thể nào đòi hỏi thêm được nữa. Phía sau này là những cái ốc vít bắt khá là chắc chắn, nhưng mà mình cảm giác thì nó hơi mỏng và hơi yếu. Đấy, thiết kế cũng khá là góc cạnh, cũng rất là bắt mắt. Rồi về còn con chuột, thì con chuột này thì mình cầm vào thì cũng khá là dễ chịu, bởi vì nó phun một lớp bên ngoài là nhám nên là nó không có trơn trượt khi mà mình cầm, và mồ hôi đổ vào thì nó cũng không có bị ướt ẩm nữa. Còn dây của cái con chuột này thì mình coi thử nó dài bao nhiêu. Rồi, dây con chuột này chắc khoảng là 1,5 m nha anh em, 1,5 m, chắc là khoảng 1,5 m, nên là mình sẽ cắm vào cái PC cũng khá là ổn khi mà trên bàn, cắm xuống dưới. Rồi còn cái dây bàn phím, rồi cũng tương đối là cũng phải 1,5 m tới 2 m. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ cắm xuống luôn. Rồi để sử dụng thì mình cắm trực tiếp vào cái cục CPU thôi. Rồi thì bây giờ mình đã kết nối và sử dụng nó, thì trước tiên mình khá là ưng ý, bởi vì ở đây nó cũng có một cái đèn LED nè các bạn, mà mình để trên bàn như thế này nè, không cần một cái miếng lót chuột mà nó vẫn khá là mượt mà. Đấy, các bạn thấy không? Và con chuột này tốc độ DPI của nó thì lên đến là 1200. Rồi mình liếc thử thì mình bấm á, nó cũng có tiếng cốc cốc cốc, nhưng mà không quá lớn, nó cũng không có ảnh hưởng đến độ tập trung làm việc của mình. Đây, các bạn nghe không? Thì cũng tương đối là ổn định rồi. Còn cái phần bánh lăn chỗ này thì nó thiết kế những cái đường vân vân như thế này, khi mà mình làm như thế này nè các bạn, nó cảm giác cũng khá là dễ chịu và nó không có bị ồn. Rồi, và với con chuột có dây như thế này thì mình mua ở ngoài, mua lẻ thì nó cũng tầm 60 rồi. Nên là 250 mà có một cái bộ vừa bàn phím vừa chuột như thế này thì nó không quá cao. Nhưng mà với nhu cầu sử dụng bình thường như văn phòng, chơi game thì nó cũng đáp ứng được. Rồi mình trải nghiệm thử cái bàn phím này xem như thế nào. Và cái chất liệu của cái bàn phím này là nhựa ABS. Thì cái nhựa ABS nó khá là bền bỉ rồi, nó cũng hạn chế được cái việc bám bụi nữa, bởi vì nó thiết kế một cái lớp nhám bên ngoài. Đấy các bạn, thì mình đánh thì thấy nó cũng khá là mượt mà, và cái độ nhạy cũng khá là cao, nó không có bị delay. Và các bạn yên tâm một điều là với những cái bàn phím mà mình mua rẻ tiền á, cái điều mà mình thấy nó bất tiện ở chỗ á là những cái phần in chữ và in số á, trên này nè, một thời gian thì nó sẽ bị phai và mờ nên là mình không nhìn được. Nhưng mà với cái bàn phím 250 này thì nó cũng có một cái công nghệ là in lụa, nên là những cái chữ và số của chúng ta thì sử dụng một thời gian dài nó cũng không có bị phai màu. 250 thì đáp ứng được cái điều này thì mình thấy nó cũng tương đối là tốt rồi. Đấy, khi mà mình gõ như thế này nè, mình gõ nhanh luôn thì nó cũng có một cái tiếng ồn, nhưng mà nó cũng khá là êm tai, nó không có bị đau. Đấy, nhưng mà có cảm giác hơi yếu ớt nha các bạn, khi mà mình đánh mà các bạn thấy không, nó tương 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 như thế này nè. Nên là tùy vào nhu cầu sử dụng của mình mà các bạn mua, bởi vì nếu một văn phòng hoặc là cho con mình học bài, học online với cái bàn phím như thế này thì chấp nhận được, của Hoco nha, cũng một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng.
Và các bạn thân mến, vừa rồi thì trong video này mình đã giới thiệu với các bạn một bộ chuột và bàn phím đến từ thương hiệu Hoco với mức giá chỉ có 250. Thì mình thấy rằng là với mức giá này mà mình có được một cái bàn phím đánh cũng khá là mượt mà rất là ổn định và cái độ nhạy khá là cao. Và bên cạnh đó thì con chuột nó cũng đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng của mình từ học online, văn phòng, chơi game. Nhưng mà các bạn cũng nên cân nhắc với những nhu cầu sử dụng của mình, với một cái bàn phím 250 thì mình không thể nào đòi hỏi nó cao hơn được nữa. Nếu mà anh em quan tâm thì truy cập vào cái đường link mà mình để phần mô tả để hiểu hơn về nó. Và nếu mà mình muốn trải nghiệm thì cứ việc đến với địa chỉ của chúng ta tại Mobile 147 149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 128 130 đường Hậu Giang, phường 6, quận 6. Giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em, và nhớ like và subscribe để chờ đón những thiết bị công nghệ mới nhất đến từ chúng ta tại Mobile nha. Xin chào.